Cũng lễ 30 tháng 4 đang vô sớm cũng có mấy người bạn tới chơi đó, nên cũng làm một hai món để tiếp các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về mấy món ăn ha. Hôm nay mình sẽ làm món ếch nước cá lớn và cá cam quấn với bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn các món mà hôm nay Hải Đăng sẽ làm ha. Rồi giờ chúng mình hãy cùng làm nha các bạn. Đây các bạn, hôm nay mình cũng rảnh rồi, cũng mình cũng làm một hai món để xương xương cùng anh em. Đây là ếch này, ếch này là mình đã làm sạch rồi ha. Đó, khi mình làm sạch rồi thì các bạn cũng ngâm một tí xíu nè, muối rồi rượu, các bạn ngâm khoảng 15 đến 30 phút để cho nó khử cái mùi tanh của con ếch đó các bạn. Đó, khi mình rửa sạch rồi mình ướp cho nó ráo nước đi. Rồi các bạn ơi, nếu mình có cái nĩa hay là hoặc là cái tâm này, ếch này nó cũng mềm da đó, mình đâm trên lưng nó nè, nó ha, mình đâm trên lưng nó với đùi nó, mình đâm trên lưng với đùi nó, đặng lát mình ướp gia vị á nó thấm vô được ếch, chứ cái da con ếch nó không thấm vô nha các bạn. Mình đâm đi, mình đâm cho nó ấy xong rồi một lát nữa mình ướp cho nó thấm vô gia vị ha các bạn. Đây là bọn Trúng, chào anh em ơi. Trúng đem rau rừng tới, đang lát nữa mình ăn cá nướng nè, rồi ếch nướng lá lốt luôn. Rồi bọn Trúng sẽ ra tay, dù cá này Trúng ra tay làm đầu bếp. Thôi bây giờ mình bắt đầu ướp ếch ha các bạn. Gia vị ướp ếch dùng có hạt nêm nè, đó, rồi bột ngọt, rồi tới nước mắm, ớt băm nhuyễn, rồi tỏi và củ hành tím mình băm nhuyễn, rồi một chút đường thốt nốt, đường này mình xài đường thốt nốt nó mới thơm. Rồi cái này mình cho thêm một miếng hạt điều vô lên cho nó lát nữa cái màu sắc nó rất là đẹp, đậm đà lắm. Rồi giờ bắt đầu mình trộn cho nó thấm gia vị, cái mình để khoảng 30 phút cho nó ngấm vô, nó thấm gia vị xong rồi mình mới quấn lá lốt lên mình nướng. Đó, bây giờ là ếch mình đã ướp 30 phút rồi các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình quấn lá lốt ha. Lá lốt này là mình trụng dần sơ qua nước sôi cái mình lấy ra liền nha các bạn, là lá lốt nó sẽ dịu lự, là nó không có giòn, mình dễ quấn vô con ếch lắm. Đây cô Tám làm coi có thành công không, thành công là lát nướng mới thành công nữa nha. Đâu mình quấn lại cái mình lấy cái tâm á, cái tâm hay mình nhà có tre trúc dự bằng trẻ cái tâm nhỏ bằng lụi xiên qua để cho nó giữ cái lá lại. Mới luộc cái lá lốt mà nó bốc cái mùi thơm lên chịu hết nổi luôn các bạn ơi, lá lốt nó thơm dữ lắm. Đâu rồi, ui sao nhìn đẹp quá ta, hấp dẫn ha. Rồi là làm mấy kia đi. Rồi bây giờ bắt đầu mình tới ướp cá nha các bạn. Hai con cá này mình ướp một phủ sa tế nha các bạn. Rồi đây là một miếng đường, một miếng bột ngọt, tí xíu đường thôi, tí xíu đường, tí xíu bột ngọt. Đó. Rồi rau răm, xả mình đã đập dập cắt khúc đây các bạn. Bây giờ mình ướp gia vị cho con cá nó thấm đều con cá đi, mình trộn đều lên cho thấm con cá đi. Rồi cái đầu của mình quấn luôn, mình để đó
30 phút sau mình nướng. Là gia vị cũng nằm trong con cá đó, nó sẽ thấm vô con cá. Xả đó mình nhét vô bụng cho nó thơm, xả rau răm mình nhét vô bụng cá. Lát nữa là cái nó sẽ ra cái mùi thơm, nó rút vô trong cá thơm lắm các bạn. Rồi bây giờ Tấm Hương sẽ bắt đầu quấn cá nha các bạn. Mình sắp xả dưới, rồi cái xả rau răm dưới, cái mình ở trên mình cũng làm lớp vậy, cũng mình quấn lại. Cá lát nữa nó cũng không bị khét các bạn. Có xả rau răm, nó có nước nữa là cá, con cá của mình nó không có khét đâu. Rồi, thế là công đoạn chuẩn bị của mình đã xong rồi các bạn. Giờ bắt đầu mình đem ra mình nướng ha. Rồi đây các bạn. Đây giờ bạn Trúng mình bắt đầu ra tay nhúng than để nướng. Trời giờ cũng chiều rồi các bạn. Mặt trời xuống rồi. Cảnh chiều quê nó cũng bình thản ha. Bọn Trúng mình ở đầu nhúng than. Đây giờ mình đã nhúng than xong rồi các bạn. Đây giờ bọn Trúng bắt đầu nướng ha. Đây Trúng này, nó mình để cao cao lên bạn, tại vì sợ nóng quá rồi nó háp quá, để cao cao lên cho nó dễ. Sống. Đó mình để hai cái cam lên luôn được không ta? Coi chừng nó ấy không á, mình để cao quá cái chừng nó lật cái nghỉ ăn luôn á. Này để hai cái cam mình dằn lại đi. Dằn hai bên. Mình để cho cao lên, hơi cao các bạn, xíu nữa cái lửa, tại vì than nóng quá. Xíu nữa mình là mình hạ thấp xuống bớt. Có cha con bé Na đang cũng ngồi xem nướng cá với ếch các bạn. Con nè, con nhìn ngay cậu Sáu nè. Đó, con chào cô chú coi. Chào. Đây, giờ Trúng sẽ quét cái nước ớt để cho nó đừng có khô con ếch. Nó rút vô đừng có khô các bạn. Rồi sao mình bắt đầu mình trở lại. Rồi trời ơi, thơm quá. Trở lại đi để nó khét hết đúng không? Bốc mùi lên thơm quá rồi. Cái lá lớp đó một lát nữa cái mùi của lá lớp nó rút vô một ít, ăn là chịu không nổi luôn. Đây các bạn, giờ món ếch của mình đã chín rồi đây. Đó, ếch mình đã chín rồi, giờ đâu mình giờ hai cá vô mình nướng cá nữa là bắt đầu anh em mình vô bàn đó. Giờ mình đã nướng xong rồi các bạn. Giờ bắt đầu dọn lên là tép nè. Thôi mời cả nhà cùng ăn chung với anh em mình nha. Rồi lúc đầu lên bàn nha các bạn. Trúng trúng khui cá trúng. Bàn chứ. Nóng dữ à. Nóng quá anh em ơi. Thầy muốn nhậu, thầy mà thua cá là thua. Thôi. Mấy anh em tài xế không à các bạn. Chùa đâu. Hai bạn ở Trần là tài xế xe du lịch, còn bạn mặc áo này tài xế máy bay. Tài xế một bánh. Các cụ mẹ cái máy bay các kiểu. Đây là bạn Tính này là tài xế lái máy bay nha các bạn. Trúng thử trước rồi Trúng. Rồi miếng ớt cái này thơm không? Bẻ cái giò đi. Bóng miếng không?
ớt nướng thơm là mà lắm mà để đây. Này chấm hủ tiêu phải không? Ừ. Đậu hũ cũng thơm. Nhưng mà phải cắm rau nữa. Không rau nhái được. Ớt người cũng phải cắm đi nhái, đậu nhái không chị? Ớt ở trong cái nhái. Ừ. Ừ. Ông chấm tẩu nhái vô. Đây cái rổ rau sau sau vườn này các bạn, nhiều loại rau lắm. Cóc rồi rau nhái rồi lá điều. Lá sung rồi nấm mơ. Nấm miếng anh rồi. Rửa miếng ớt à, ăn nấm chấm đậu nhái. Rượu đế à. Nếu mình chấm miếng cá coi ra sao. Anh em mình làm. Rồi rồi tới tới bạn Vinh chấm cá coi. Cá cá nãy cô Tám nướng đó, cô Tám ướp đó. Ngon. Tám hương nhà mình ướp đó. Ngon quá các bạn ơi. Rồi dứt luôn đế vô nữa. Cá đó mình cuốn với bánh tráng, cuốn với lá điều cũng ngon lắm á. Rồi giờ rồi cái anh này anh đem rượu lại anh thuốc tụi mình này các bạn. Rượu này rượu rượu nhà anh ngâm này. Đâu giờ anh dùng đi dùng đi chứ. Rượu đem lại mà không uống nữa. Đang cuốn cá rồi. Ngon hợp. Thành thủ lẹ đi hen. Cuốn bánh tráng đi đằng kia cho tôi uống với hen. Ngon quá. Này. Thèm rồi đó. Cá đúng vậy, ngon vậy. Lắm anh em ơi. Cá dùng, chiều giờ cũng còn cơm để dùng cá này. Ngon, ngon, ngon lắm, ngon lắm. Chung chiều giờ. Cá nướng này các bạn. Rồi vô đi chủ nhà cái. Đã. Đó. Chung nãy giờ đứng ở ngoài mình thấy mấy anh em ăn mình cũng thèm lắm rồi. Để giờ mình cuốn miếng đây. Ừ, cuốn. Nhiệt tình vô trời ơi. Anh em ăn cứ nhiệt tình vô đi đừng ngại hết cái mồi trời. Nhà mình sản xuất mồi mà. Bỏ lá cóc vô. Cóc mà phải cóc, không phải cóc thường đâu nha, đó cóc đó phải là loại cóc mà cóc đắng nó ăn mới ngon. Chứ cóc chua quá ăn không có ngon. Cuốn rồi các bạn, nhà mình cuốn thì cũng ngon lắm, không phải cần cuốn bánh tráng luôn không? Ừ, không cần cuốn bánh tráng luôn, mình ăn về là hao mồi lắm á, ăn vậy mặn lắm á, chấm nữa còn chấm. Ừ. Chấm nước mắm nữa, mắm ngon lắm nha các bạn, trời ơi mắm cô Tám như mình làm đó. Ừ. Chừng mặn, chấm quá, chấm nữa cơ em, chấm nữa cơ, chà hết sảy. Đẩy cái đó, quết vô miếng. Rồi vỗ đùi bánh bánh coi. Đã không? Đã vỗ đùi coi. Ngọt không bạn? Cá ngọt. Mà nó thơm mùi lá điều nè. Thơm mùi rau nhái nè. Rồi có gì chua chua lá cóc. Rất ngon các bạn. Ớt mà cái rau nhái. Ăn hết chưa? Ăn hết chưa? Ăn hết với rau nhái. Rồi đầu quất ly nữa, quất ăn thử miếng ếch với đâu nhái coi. Chua cho mặn nha. Rồi cắm thử ra miếng ếch với đâu nhái coi. Đi. Làm trước đi. Thử rồi. Không thử rồi sao? Cầm ăn thử coi. Này ếch nha. Đó, ếch đó. Tù quá. Mình ăn mình phải ăn nguyên cái đùi mới được. Ếch này người ta gọi là ếch gì ta? Món gì ta? ếch nướng lá lốt. Đây là món chính là của mình là món ếch nướng lá lốt. Đây các bạn. Này mình phải chấm muối tiêu chanh. Cái đùi ăn cái đùi nữa. Rồi, có làm cà đào. Ngon. Các bạn làm thử đi. Ngon lắm. Quá ngon luôn. Nhà cái lá lốt á nó rút vô con ếch các bạn, rút vô ngon. Bữa nay cũng 30/4 mấy anh em cũng rảnh, mấy anh em tài xế hết mình cũng tài xế nha các bạn. Ừ, tài xế lái xe rồ. Anh em hợp đây, toàn tài xế không về đi để buổi chiều cũng thư giãn một chút. Thôi clip tới đây thì Hải Đăng cũng xin tạm dừng ha các bạn. Xin hẹn các bạn lại các clip sau. Các bạn nhớ đăng ký và theo dõi các clip sau của Hải Đăng nha. Xin chào các bạn.